À, như vậy là trận thi đấu đầu tiên của kèo solo giữa game thủ Hoàng Minh Nhi và game thủ Chip Boy được diễn ra rồi. Và xin được gửi lời chào một lần nữa tới tất cả quý vị khán giả, những người đã đang và sẽ vào theo dõi kèo thi đấu này. Và rất mong anh em chúng ta hãy tác động vào nút like cũng như là nút chia sẻ để có thể ủng hộ cho game thủ Hoàng Minh Nhi. Kèo đấu đã được diễn ra và cũng rất mong anh em thông cảm một chút vì có một cái chút cao su trong kèo thi đấu này. Quân của chúng ta đã có và rất lợi thế, khởi đầu có được coi là thuận lợi dành cho game thủ Hoàng Minh Nhi khi mà quân của chúng ta là cực kỳ khác. Baby sẽ đối đầu với bên kia Greg của Chip Boy. Vâng, tầm khoảng 15 phút đồng hồ nữa, anh em hãy chia sẻ mạnh lên. Em nghĩ rằng tầm khoảng 10 giờ là cái thời gian đẹp nhất để chúng ta có thể dậy và theo dõi những kèo thi đấu. Bình thường thì trước đây thì một ngày, và cách đây khoảng một năm gì đó, hoặc là nửa năm gì đó, một năm đi, thì một ngày chúng ta thường chỉ có một kèo đến hai kèo thôi, một kèo buổi chiều, một kèo buổi tối thôi. Thì bây giờ có rất nhiều kèo để phục vụ anh em, từ sáng cho tới tối luôn. Nhưng anh em nào mà làm việc về đêm, làm việc về đêm nhiều thì chúng ta có kèo đêm, còn anh em nào mà dậy sớm thì có kèo sáng. Hồi hảo ăn rồi, như vậy là quân thì đẹp, bài cũng đang khá ổn. Nhưng tơn rồi là một tơn mà game thủ Hoàng Minh Nhi tèo mất một dân. Đúng cái vị trí góc 9 giờ, kịch góc đấy. Hai con sư tử nó đang chim chuột với nhau ở đây. Thì không sao, tôi nghĩ rằng với cái lợi thế về quân, bài thời điểm đầu tiên là khá ổn. Bài có quả phụ rồi, có quả phụ ở trong góc 9 giờ rồi, trong đấy cũng có thể coi được là một cái hốc. Giá như trong này có vàng thì ngon. Anh em test giúp em xem là tiếng game, tiếng bình luận này ổn chưa, nó có bị to quá không. Vâng, tiếng game nó có bị to quá không. Anh em tương tác mạnh lên, chat mạnh lên. Chúng ta thì không thể gặp nhau trực tiếp để nói chuyện, thì cái bàn phím và cái khung chat nó là cái cửa sổ tâm hồn để cho chúng ta có thể giao lưu với nhau. Thì anh em tiếc gì. Và gương mặt thân quen Trần Tuấn, cứ Hoàng Mai Nhi đánh là auto xem. Đúng rồi, anh em thì cứ ấn cái nút follow fanpage của game thủ Hoàng Mai Nhi, sau đó nữa là ấn hình chiếc chuông đấy, mặc định cứ có kèo là anh Facebook anh ấy gửi thông báo tới tận tay. Nếu lúc nào mà chúng ta rảnh thì chúng ta có thể vào xem luôn, hoặc là thậm chí chúng ta đang bận thì chúng ta cũng có thể lướt qua vào chia sẻ một cái. Sau đó là chúng ta có thể làm những công việc của mình. Tiếng game hơi to, ok ạ, em sẽ cho nhỏ tiếng game lại ngay. Đấy, anh em chúng ta tương tác với nhau như thế này thì sẽ có một cái kèo thi đấu mà âm thanh hình ảnh nó ngon nhất. Chết dở nhỉ, bài đồ ăn là khá min đấy. Ở đây, cơ sở để lên đời đây rồi. Cơ sở hai con không, hai con thì là ngon luôn, một con thì gọi là tạm tạm chấp nhận được. Có lẽ rằng bài này Hoàng Minh Nhi chắc đánh 24 dân thôi, hoặc là 25 dân thôi, bởi vì chết mất một dân rồi. Quả phụ cũng chỉ là quả phụ 5, đồ ăn nó là khá mịn. Rất may là thấy con voi này nữa, đủ để có thể lên đời. 25 cháu rồi. Trận đầu chúng ta cứ bình tĩnh chậm rãi thôi, té tay. 26 dân rồi, vẫn chưa thấy Hoàng Nhi. À, như vậy là dừng rồi, dừng. Cảm ơn lời động viên của anh Hoàng Ngọc Quyết, xin chào anh Nguyễn Xuân Thành. Nói chung là cái dàn game thủ của Hà Nam và Hà Nội thì ai cũng đẹp trai cả thôi, ông nào cũng đẹp trai hết, mỗi người có một cái vẻ đẹp riêng. Người thì đẹp theo kiểu lãng tử, người đẹp theo kiểu bóng bẩy, người đẹp theo kiểu ấy là thuần khiết, nó giống như thần hoa, đẹp theo kiểu thuần khiết. Nếu mà thần hoa mà cạo râu đi, tóc tai vuốt vuốt vào nhìn không khác gì dài hàn đâu. Đồ ăn như này là có vẻ hơi đuối đây. Bên kia cũng là 26 dần. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Văn Diễn đã vừa gửi 3 con số 1 và 111 sao.
Ok, để em sẽ quét cái thời gian. Và anh em cho em mấy giây. Và như vậy là một bài quyết định đánh thẳng QR đến từ người cầm baby lo. Trận đầu test tay có vẻ là chưa được mượt mà cho lắm khi mà chết mất một dân. Cách đời cũng không phải quá sớm. Đây là trận thi đấu đầu tiên thôi. Bài quyết định đánh cung thủ phù đến từ người cầm baby lo. Một bài thường thấy khi đối đầu với bên kia là Greg. Có lẽ rằng Greg sẽ là bài mà đi dâng L lên. Tôi đoán rằng thần Hoa đang đoán rằng là khả năng con ngựa giò của Chip Boy là đã chạy rồi đấy và đã biết nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi, nhưng họ không vào. Họ không vào và họ rình họ đóng ca. Tôi nghĩ là như vậy. Không biết là anh em có ai có nhận định giống như thần Hoa hay không. Lực cũng có vẻ là hơi đuối. Thì đây là một bài mà đánh với 26 nông dân trừ 1. Không, 27 nông dân trừ 1 thì mới chính xác. Một con nông dân ở bãi vàng vẫn đang đứng chơi anh nhé. Nó đóng nghe xong rồi. Cho nó làm việc thôi, hình như nó bị tắc. Nói chung là đánh với con Greg và đánh với con cho son thì kiểu gì cũng phải có phù thủy rồi. Đây là con ngựa giò. Như vậy là điểm số của game thủ cầm Greg này rất cao. Cao từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới thấy con ngựa giò tới và đang sợ rằng khả năng có tê bắn vào bãi vàng. Như vậy là đánh 2L. Vâng, như vậy là đánh 2L đến từ người cầm Greg. Thêm một BA nữa. Và bây giờ là thêm những chiếc ruộng. Vâng, xin chào anh Trần Tuấn. Thần Hoa là bồ của hóa thân à? Vâng, đúng rồi, không. Đấy là người yêu thôi. Hai anh em sinh đôi, cùng cha khác ông nội. Bằng đánh cái việc cung thủ phù như thế này thì chúng ta đợi tầm khoảng 3 con phù rồi chúng ta ra. Sau đó nữa là có thể chuyển sang đánh bằng đánh cung A cũng được. Như vậy mang dân lên vụt rồi. Mang dân lên sẵn sàng thánh chiến đến từ người cầm Greg. Chắc chắn là họ sẽ không vào. Vâng, chắc chắn là họ không vào. Có lẽ rằng đang đợi ca và họ đang tụ chém. Một nhà BA đã được đóng. Họ sẽ công trực tiếp vào bãi vàng này. Cái quan trọng là chúng ta phải phù như thế nào thôi. Đỏ hay là đen, đen hay là đỏ. Ba con phù này là cực kỳ quan trọng. Vâng, chạy hết dân bãi vàng đi rồi. Đội bạn công tê. Lực là có dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Khi mà thời điểm vừa nãy tới giờ thì chúng ta không sóc quá nhiều quân. Anh có làm một cái giáp không? Tôi nghĩ là bài này có phải có cả giáp 4 nữa. Nói chung đánh với con Greg thì cứ cung R kẹp phù thủy giáp 4 là nó cũng một cái gì đấy là khá chất đấy. Một BA nữa là đóng ở phía trong. BA của đội bạn đã đóng rồi. Không biết rằng là đội bạn có, vâng, có làm cái nhà ca hay không. Có lẽ rằng họ cũng sẽ dò xung quanh cái khu vực này thôi. Chưa thấy có cái động thái gì công ca hay là công một cái gì đó chất lượng đến từ game thủ cầm Greg này. Bài Greg thì vẫn đang đi ăn hoa. Hoàng Mai Nhi bây giờ phải cần đi tìm được bãi vàng, bắn được người cầm Greg này. Và đây là những con nông dân, họ tiếp tục đi ăn hoang thì phải. Giáp 2 đã có rồi. Và bây giờ đợi cái giáp 4 nữa. Những con nông dân kia nó vẫn đang cuốc vàng. Rồi đủ vàng để có thể lấy giáp 4 rồi. Vâng, gặp em là em cứ phải giáp 4, sau đó kẹp phù thủy đi cùng. Lát nữa thì cùng rồi chúng ta sẽ tụ lại được là nhiều hơn. Khi mà chúng ta sẽ là 4 nhà BA sóc đều. Còn bên đó bạn chắc thì chỉ là 2L thôi.
Chắc chỉ là 2L, nhưng đội bạn là người có chém trước. Và đã thấy vàng của game thủ cầm 1 rồi. 12 giờ đó là nhà của game thủ Chip Boy. Bây giờ thì có vào đây không? Có dám vào không? Chắc là chạy thôi chứ. Vâng, chắc là chạy thôi chứ. Ô đấy. Như vậy là làm được một con ngựa chém đến từ game thủ Hoàng Mà Nhi. Không thấy Chip Boy công ca công kiếc gì cả. Má con ngựa chém mình vừa phù được cho nó hoạt động thôi. Vâng, ăn vàng rất là nguy hiểm. Vâng, rất gần với nhà của game thủ Chip Boy. Có làm thêm con phù đúng không anh? Ồ, Chip Boy vẫn chưa bánh xe. À không, có bánh xe rồi, có bánh xe rồi. Một tên mà thần hoa nhìn nhầm. Có làm thêm con phù nữa không nhỉ? Thì vàng là có. Hay là Hoàng Mà Nhi để lên cái đầu máu trắng. Vâng, bánh xe là có rồi. Nhưng bây giờ thì Chip Boy có bao nhiêu con ngựa chém đây? Đôi 4, 6, khoảng 8 con ngựa chém. Hoàng Mà Nhi đang muốn thiêu những con cung giờ để có thể bắn nổ con ca này. Bãi gỗ của game thủ Chip Boy đang bị công, nhưng họ cũng đang đưa ngựa chém ra để có thể thủ, sẵn sàng thiêu những con cung R này để có thể giữ ca. Vâng, bán con ca. Còn những con cung R đi móc máy này cũng ăn được khá nhiều dân gỗ của game thủ Chip Boy rồi. Như vậy là Chip Boy chắc cũng chỉ xin giỏi lắm được hai con ca thôi. Giỏi lắm thì được hai con ca. Hết vị. Vâng, xin chào anh Triệu, anh Việt nhá. Chào tất cả mọi người. Nhưng lượng ruộng của game thủ Chip Boy ở nhà đang là rất nhiều. Có lẽ đây là lý do mà Chip Boy ra, vâng, ra ca muộn. Đây có lẽ là lý do mà Chip Boy ra ca muộn. Biết Hoàng Mà Nhi có cần nâng cấp cái máu cho con phù thủy không? Tôi nghĩ rằng cứ nâng cấp máu cho phù thủy lát nữa mình ăn. À, như vậy là có rồi. Và tiếp tục là có ca. Tiếp tục là có ca, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục bắn vào những con ca này. Vâng, game thủ Chip Boy không để ý con ca này. Ô, hai con cung R nó bắn từ nãy tới giờ. Vâng, nó bắn từ nãy tới giờ. Phù thủy nào, phù thủy, hoạt động nào. Những con cung R đang được đứng lấp mình. Vâng, lấp vào cái lỗ này. Nhưng đây là một turn mà đội bạn đang bắt đầu sồ vào rồi. Ngựa chém của chúng ta là chém 4, chúng ta cần phải điều. À xin lỗi, cung R chúng ta là cung R giáp 4 rồi. Và bây giờ thì chúng ta có vẻ e vào hay không? Vẻ e lại cho nó chắc. Vẻ e lại cho nó chắc. Những con cung R giáp 4 các bạn có thể thấy mặc dù chỉ là chất cung của Babylon thôi, hình như là vẫn phải một cái e nữa vào cạnh cánh rừng dừa. Như vậy là Chip Boy là người phải tháo lùi ở trong tuần vừa rồi. Babylon là cái loại phù thủy nó hồi mana là siêu nhanh. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng đi ra được rồi. Tầm này chắc là mạnh dạn mà ra thôi. Hoàng Mà Nhi tiếp tục đưa cung R lên để có thể vào móc máy vào nhà của game thủ Chip Boy. Tiếp tục vẫn là xin phù. Và ôi cái gì đây, cái gì đây, nhà gì đây? Chắc là nhà L à? Tôi đoán là nhà L hoặc nhà Y. Vâng, tôi đoán nhà L hoặc nhà Y. Và cũng chưa kịp nhìn nó là cái nhà gì, nhưng thôi kệ nó đi, không quan tâm lắm. Nhà gì đi chăng nữa thì hai con nông dân vừa rồi nó cũng không hoàn thành được cái sứ mạng của nó. Cung R của chúng ta đang tụ lại được là kha kha. Bên kia Chip Boy vẫn đang hai bằng 2L vắt là rất đều. Ruộng của đội bạn là nhiều. Có lẽ rằng game thủ Chip Boy đang phải kéo quân về. Như vậy thì chúng ta sẽ có thời gian để có thể bắn con ca này. Và đúng là đang kéo quân về dành cho game thủ Chip Boy. Chip Boy về có khoảng tầm 10 cái ruộng. Nếu mà kéo cung và kéo chém về thì chúng ta lại có thời gian bắn con ca này. Vâng, công không được mà thủ cũng không xong. Tiến thoái lưỡng nan đến từ người cầm Greg. Có lẽ rằng là một cái bài mà vâng, game thủ cầm Greg thì đang vẫn đang test tay thôi. Chúng ta cũng như vậy. Tham bài của chúng ta đang là 56-64. Thì tôi đang dự rằng phía bên kia tầm khoảng 45-50. Tầm khoảng 45 đấy. Thì cũng không hề bé đâu. Vâng, xin chào người chia sẻ Đỗ Quyên. Chào Nguyễn Quý Anh. Bây giờ thì cung R kẹp với những con phù thủy sẽ được công lên. Khi mà chúng ta nhận thấy có lượng quân đủ thì chúng ta sẽ công lên. Và tiếp tục là thêm một con ca đã nằm xuống đến từ game thủ Chip Boy. Đánh rất bị động. Vâng, cực kỳ bị động. Càng về lâu về dài thì chúng ta tụ được càng nhiều quân. Nhưng rừng của chúng ta bắt đầu xấu đi. Không biết là Hoàng Mà Nhi có răng e ra cái khu vực kia hay không. Đây là một tên mà game thủ Chip Boy phải chăng là công tên cuối. Vâng, đang mang rất nhiều ngựa chém lên đây. Nhưng đây là một cái hốc mà ở phía trong. Game thủ Hoàng Mà Nhi cũng đang như vậy là đúng là một nhà y rồi. Vâng, về em à. Bảy e. Như vậy là chưa được. Vâng, chưa được. Ở phía dưới này đội bạn vẫn đang chém vào e.
chúng ta cần phải phù được những con y, một con phù thủy đứng ở trong kìa. Vâng, cần phải phù được những con y, phù được những con y là ngon, mà thậm chí là phù cái gì về thời điểm này cũng được cả. Thằng Mai đang là 54, tụt xuống là rất nhanh đấy. Đội bạn đang công lên bằng rất nhiều đơn vị quân, cả y và cả ngựa chém. Thằng Mai là 49 rồi, tụt khoảng 10 thang trong tuần vừa rồi. Vâng, đang tụt khoảng 10 thang. Chúng ta còn phù thủy hay không? Như vậy cũng đang chết cả phù thủy. Chip boy dường như là hết vàng. Hòa Mi tham mai tụt xuống khoảng 15 tham sau tôi vừa rồi. Nhưng chip boy cũng là người bị mất chém. Vâng, trận đầu đang test tay. Vâng, y của đội bạn đang đâm là khá buốt. Đâm nổ hết dãy hàng e của game thủ Hòa Mi rồi. Lực quân của Hoàng Minh Nhi giữ lại được cũng không phải là quá nhiều đâu. Bây giờ anh cần phải ăn được gỗ và sản được quân ra nữa. Vâng, bây giờ phải đóng được cả e. Đánh như này là chúng ta thua đấy. Hết quân là chúng ta thua đấy. Rồi bạn còn vẫn đang sóc được ngựa chém. Cạc. Vào một pha giật mình bất tình lình, họ tụ rất nhiều y vào. Vào bây giờ làm hai nhà P. Không, như vậy là bãi vàng bị phát hiện rồi, khoai. Và như vậy là khoai. Và tỷ số là 0-1 dành cho game thủ Chip Boy. Có lẽ trận đầu test tay có vẻ hơi sâu, nhưng không sao, mới chỉ là trận đầu tiên thôi anh em ạ, cứ bình tĩnh. Từ từ khoai nó mới dừ được. Vâng, cảm ơn gần 500 anh em đang vào theo dõi rồi. Hơn 400 anh em đã vào theo dõi. Và đúng 10 giờ này. Thần Hoa dự cũng chuẩn phết anh em nhỉ. Tầm khoảng 10 giờ là cái thời gian mà đẹp, nhiều anh em vào xem.